tin giáo sứ giàu tiếng, thánh lễ tạ ơn mừng 13 năm thụ phong linh mục của cha Matthew Nguyễn Thanh Yên. Nhân dịp kỷ niệm 13 năm ngày lãnh nhận thánh chức linh mục của cha phó Matthew Nguyễn Thanh Yên, thánh lễ tạ ơn được cử hành tại nguyện đường giáo sứ giàu tiếng vào lúc 17 giờ 30 thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2018 do chính cha Matthew chủ tế. Đồng tế với ngài có cha chánh xứ Du Xe Nguyễn Thái Nghĩ, Cùng tham dự thánh lễ gồm có quý sơ thuộc cộng đoàn Mến Thánh Giá Tân Việt giàu tiếng, quý chức hội đồng mục vụ giáo xứ, đại diện các đoàn thể trong giáo xứ và hơn 500 giáo dân. Ngõ lời đầu thánh lễ, cha mát theo mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý dâng lên lời nguyện tạ ơn Chúa, nhân dịp mừng kỷ niệm thụ phong linh mục, xin Chúa thánh hóa và luôn gìn giữ để sứ vụ của ngài đẹp lòng Chúa. Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Matthew một lần nữa đã có lời tri ân đến cha chánh xứ Du Xe, đã yêu thương cùng hiệp dân thánh lễ tạ ơn và có bài chia sẻ rất ý nghĩa, đầy tâm tình trong ngày kỷ niệm 13 năm thụ phong linh mục hôm nay. Được biết, cũng tại nguyện đường Dầu tiếng, trong thánh lễ thiếu nhi trước đó, các em cũng đã dâng lời cầu nguyện và những lời chúc mừng cha Matthew nhân dịp ngày kỷ niệm thụ phong linh mục. Sau khi thánh lễ kết thúc, quý cha và các đoàn thể cùng chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc mừng